qua lại bà đi lại cho xin ít tiền ăn cơm qua ngày 2-3 ngày rồi chưa ăn cơm, lại ông đi qua lại bà đi lại cho xin ít tiền ăn cơm qua ngày, sao đây không có bóng người ấy, toàn ba đi xe máy không ấy, lại ông đi qua lại bà đi lại chắc chết hết rồi nhỉ. Bà con ơi, cho xin ít tiền. Sao không thấy một người nhỉ? Người ở đây đâu rồi, chắc chết hết rồi nhỉ? Xe chạy thì nhiều nhưng mà người đi qua thì đéo có luôn. Ừ, lại ông đi qua lại bà đi lại xin ít tiền. Lại ông đi qua lại bà đi lại. Ở đây toàn người ta đi xe máy không nhỉ? Không có người đi bộ à? Ở dạo này người ta giàu phết nhỉ, còn mình thì nghèo, không có tiền ăn. Là ông đi qua là bà đi lại cho xin ít tiền, 1.000-2.000 ăn cơm qua ngày. Chắc chết rồi hay sao vậy? Chắc bà con ở đây chết hết rồi nhỉ. Lại ông đi qua lại bà đi lại. Là ông đi qua là bà đi lại cho xin ít tiền 10.000 ăn cơm qua ngày. Lại ông đi qua lại bà đi lại cho xin ít cơm qua ngày. U chắc bà con ở đây chết hết rồi hay sao? Lại ông đi qua lại bà đi lại cho xin ít tiền. Lại ông đi qua lại bà đi lại cho xin 100-200. Tại sao mình ăn xin mà người ta không cho tiền mình? Chắc phải làm cách này rồi. Lại ông đi qua lại bà đi lại cho xin ít tiền, ít bánh, ít cơm để ăn cơm qua ngày. 10 ngày rồi chưa ăn cơm. Vừa rồi lại ông đi qua lại bà đi lại cho xin ít tiền. Lại ông đi qua lại bà, lại ông đi qua lại bà đi lại cho xin ít tiền 10 ngày 50. Lại ông đi qua lại bà đi lại cho xin ít tiền 50. Lại ông đi qua lại bà đi lại. Cảm ơn. Khi ông đang rưỡi, rưỡi nếu ông đang rưỡi ở cầu một bài dịch tắt luôn. เอาเนื้อเข้าตัวเป็นต่อเช็ดหมดทีไหนนี่หมดเลยแล้วก็ต้องงานงานเข้าได้ยวนได้จนเดียวเข้าที่ลาแต่ถ้าแควเนี่ยเป็นต้นไตรนะครับผมดูให้เห็นเลยฝันไม่ออกเลยเว้ยเอาดีกว่าลาดีไรแต่ออกดีกว่าลาดีไรก็ชีวิตเดียว ông đi qua bà đi lại cho xin một tiền, xin một ít tiền nha, xin ông đi qua là bà đi lại cho xin một tiền. Mới răng rửa ông thấy bộ rửa cầu ông ngã mà con ông đang cái ngã ông thả cái bộ ngã rồi ngã an với ông ấy mau còn mau mà không mau ông bạn tư ông thọ tâm này thả cái tự nhiên bộ rửa rồi ông quan mất ông này. Lại ông đi qua lại bà đi lại cho xin ít tiền cho một thằng tè. Lại ông đi qua lại bà đi lại cho xin ít tiền ăn cơm. Lại ông đi qua lại bà đi lại cho xin ít tiền ăn cơm. Lại ông đi qua lại bà đi lại cho xin ít tiền ăn cơm. Lại ông đi qua là bà đi lại cho xin ít tiền, ít bánh, ít cơm. Cảm ơn. Cảm ơn đấy. Cảm ơn. Lại ông đi qua là bà đi lại cho xin ít tiền, ăn cơm. Quán đó ông, với ông. Lại ông đi qua là qua lại bà đi lại là ông đi qua lại bà đi lại cho xin ít tiền, ăn cơm, ăn bánh, uống trà sữa. Là ông đi qua là bà đi lại. Đi qua bà đi lại. Là ông đi qua là bà đi lại. Bối ông này. Ông đi qua
Tại sao mình ăn xin mà người ta không cho tiền mình? Chắc mình có cách này làm mình tận tận chắc. 1, 2, 3. Ai biết rồi? Tao biết nói tiếng Kinh này, mày đâu có biết nói tiếng Kinh đâu. Mày là người dân tộc mà. Tao cũng là dân tộc nhưng mà tao biết tiếng Kinh. Cảm ơn nhé. Bán cái ong này với anh. Lại ong đi qua, lại bà đi lại. Cho xin ăn tiền bánh. Ong đi qua, lại bà đi lại. Ê! Ê! Bread ăn đi! Bread! Đi qua, bà đi lại. Đây! Được lắm! Đi qua, bà đi lại. Cho xin đi tiền. Lại ông đi qua, lại bà đi lại. Lại ông đi qua, lại bà đi lại cho xin ít tiền 10.000 ăn cơm qua ngày. Lại ông đi qua, lại bà đi lại cho xin ít cơm qua ngày. Chắc bà con ở đây chết hết rồi hay sao? Lại ông đi qua, lại bà đi lại cho xin ít tiền. Lại ông đi qua, lại bán lại cho xin 100, 200.